Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản của team 179 Cánh Hò. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của em. Hôm nay em đang ở tại thực địa ngay khu tái định cư rất lành của xã Vĩnh Thái thuộc thành phố Nha Trang. Hiện tại là em đang đứng trên mặt tiền đường 10m, đường số 7, đường ô số 7. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị một lô đất ngay mặt tiền đường 10m luôn, thuộc ô số 7. Đấy, lô đất phía sau lưng em đây. Đó, lô đất này có tổng diện tích là 66m², ngang 4m và dài 16,5m, ngang trước ngang sau là vuông vức luôn. Đặc biệt là lô đất này là không bị dính hố ga, không bị dính trụ điện, đất sạch đẹp luôn. Đó, cái lô đất là đang có cụm than cháy đen đen này. Thì em sẽ xin giới thiệu sơ với anh chị về lô đất này. Thì từ vị trí lô đất này cách ra ngay đường chính Phong Châu là chỉ tầm 170m, và cách về ngay trung tâm thành phố Nha Trang mình là chỉ tầm khoảng 3,9km đường ô tô thôi. Với diện tích là 66m², có giá bán là 1 tỷ 709 triệu anh chị. Em chia ra là khoảng là 16,3 triệu cho 1m² cho lô đất này. Rất thích hợp cho anh chị nào an cư ở và dành cho người có ô tô luôn. Đôi vợ chồng trẻ ở có ô tô vẫn có thể là di chuyển thuận tiện về trung tâm thành phố Nha Trang mình. Cách trung tâm thành phố Nha Trang là 3,9km, thì ra cách ra đụng tới biển là em tầm 4,3 tới 4,5km đường ô tô là ra tới đụng biển anh chị. Để anh chị hình dung rõ thêm về lô đất này thì Tâm sẽ đi trực tiếp từ đường Phong Châu vào để anh chị hình dung thêm về lô đất này nha. Đây, hiện tại là em đang ở mặt tiền đường Phong Châu, rộng 22,5m. Từ vị trí này đi vào lô đất của mình là tầm 150m thôi anh chị. Chính xác là em bấm mép em đo là 170m mặt tiền đường Phong Châu. Từ vị trí này bạn chuẩn bị quẹo bánh canh nè, bắt đầu mình sẽ anh chị đi cùng em vào xem lô đất nha. Rồi từ đây mình đi vào là 170m là tới vị trí đó, đường ô tô luôn. Lô đất này thích hợp cho anh chị nào có ô tô đi lại thuận tiện, rất là tuyệt vời. Cua qua đường số 13, đường này là đường hiện trạng rộng 13m. Khu vực này là khu vực dân cư đông đúc. Đó, anh chị thấy xung quanh toàn nhà cửa ở hết. Rồi từ cái bảng màu bảng xanh xanh này nè, mình sẽ cua qua đường số 7. Đường này là đường lô số 7 á, thì em gọi gọn luôn là đường số 7 dễ hình dung. Đó, từ đây là mình vào lô đất mình tầm cỡ 70-80m thôi anh chị là tới. Đó, anh chị thấy hai bên đường là có những nhà ô tô dựng rất là nhiều. Đây là gần tới lô đất mình rồi. Đây anh chị, đây là lô đất mình đây. Đây anh chị, đây là lô đất mà ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị đây. Từ cái vách tường này, ngang qua đây là 4m và dài là 16,5m. Tổng diện tích của lô đất này là 66m² với giá bán là 1 tỷ 79 triệu trên lô đất này. Đây, em quay cảnh quan xung quanh cho anh chị xem. Hiện tại là em đang ở đây lúc 5:30 chiều. Trời này nắng quá, phải quay vào buổi chiều anh chị. Đó, em đứng xa xa nhìn cho anh chị xem. Thì hiện tại nếu mà nhìn xa qua thì thứ nhất là lô đất là lô sạch đẹp, không dính hố ga và không dính trụ điện. Bởi vì trụ điện là nằm bên phía đối diện bên đây. Đó, mình nằm bên mặt đây là không bị dính trụ điện nè, không hố ga. Đất vuông vức trước sau luôn. Từ dài 16,5 là ngang qua đây 4m và dài là đụng tới cái vách tường màu hồng anh chị. Đây là tái định cư đất lành. Em đang ở đường số 7 đây. Đây, em quay cảnh quay xung quanh. Xung quanh đây thì anh chị thấy là nhà người dân sinh sống ở rất là nhiều. Đây, em đi xe thêm một xíu để anh chị nhìn. Đó, khu vực này là khu vực dân cư ở rất là đông. Đó, hiện tại thì em buổi chiều. Đó, có những nhà có ô tô. Khu vực này là hầu như là để xây nhà hết rồi. Đường này là một trong những đường là gọi là xây nhà nhiều ở đây anh chị. Hầu như là chỉ còn trống vài lô thôi. Thẳng hướng tây của em này là cách ra đường chính đường số 13m á, là chỉ tầm 70m thôi. Và cách ra ngay đường Phong Châu á, hướng này là và khoảng tầm cách ngay đường chính Phong Châu là chỉ tầm 170m. Và từ vị trí này của em bấm chính xác map luôn á, là về ngay đúng trung tâm thành phố Nha Trang là 3,9km đường ô tô. Đó, cảnh người dân sinh sống ở đây rất là nhiều. Đặc biệt đất tái định cư thì anh chị cũng biết là xây dựng tự do,
pháp lý thì rõ ràng, không sợ tranh chấp, không sợ quy hoạch cải tỏ. Lô này là lô sạch đẹp, không hố ga, không trụ điện xung quanh anh chị đó. Em đi xe cho anh chị hình dung thêm đó. Cái lô trước mình thì nhà bên cạnh là đang lá nó rơi nhiều á, đốt cho nó sạch đó. Em quay vào chiều cho nên là cam nó hơi tối, nhưng mà bù lại thì cảnh quan anh chị thấy những cảnh người dân sinh hoạt buổi chiều nó sẽ chân thật hơn. Xem khu vực có người ở hay không, hay là những căn nhà đó là để xây đầu tư để bán. Đây, khu vực này toàn dân cư sinh sống, nhà nào cũng có người ở hết nha anh chị. Đó, anh chị nào ở Nha Trang thì chắc cũng không xe lại với tái định cư Đức Lành rồi. Đó, 66m² với giá bán là 1.079.000.000. Thì em chia ra lô đất này rơi vào giá là khoảng là 16.300.000 cho 1m². Giá vẫn còn bất lòng ít cho anh chị nào thiện chí quan tâm. Đó, xung quanh nhà ở rất là nhiều nè anh chị. Em đi xe để cho anh chị hình dung. Được, đây nè, đối diện lô đất mình là bên đây là nằm một hàng trụ điện dài. Thì đối diện cái lô đất mình qua là nó sạch đẹp, nó không có bị dính trụ điện. Đó. Đó, thì nãy giờ em đã đi xung quanh và cũng đi từ đường vào á, thì ít nhiều là anh chị cũng đã hình dung được, cảm nhận được lô đất ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý anh chị rồi đúng không ạ? Vuông vức trước sau rất là đẹp. Với mặt tiền đường nhựa 10m mà giá bán là 16.300.000 trên 1m², thì em thấy là giá này cũng rất là phù hợp. Hướng Tây Nam, thích hợp để ở hoặc để dành đầu tư lâu dài cũng đều được hết. Đặc biệt là mặt tiền đường nhựa 10m, anh chị nào có ô tô thì lưu thông rất là dễ, ô tô có thể quay đầu thuận tiện luôn. Đó, anh chị nào có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem đất thực tế luôn ạ. Đó, và hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nào quan tâm tới lô đất này. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.